Cẩn thận một chút. Nào. Xài như quá. Anh tưởng anh có thể thoát được tôi sao? Ngoan ngoãn giao nha đầu Hồ Dung cho tôi đi. Có lẽ tôi sẽ tha cho anh đi đó. Đi. Xài như quá. Anh hùng cứu mỹ nhân à? Để coi anh có bản lĩnh này hay không. Trời ơi. Dung Dung, đi mau, mặc kệ tôi. Anh quá. À không sao. Dung Dung à, không còn chuyện gì nữa. Chúng ta đi thôi. Mau lên đi. À, đi mau đi mau. Mau. Mau lên. Các ngươi lưu xuống, tôi có chuyện muốn nói với Dung Thư Hải. Dạ. Dung lão gia. Dung lão gia. Ông chịu khổ rồi. Cậu là Hồng Thái? Dạ phải. Về nói với chủ nhân của cậu, không cần phải giở trò gì nữa. Tôi sẽ không nói chuyện gì đâu. Dù ông có tin hay là không, tôi cũng đã đứng về phe của Khương sư phụ rồi. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu ông ra ngoài. Hãy báo trọng. Hồng Thái à, A Khoan và A Dung có khỏe không? Họ rất là khỏe mạnh. Ông không cần lo lắng. Bây giờ cơ thể của Dung lão gia đang rất yếu,
Nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ ra cách cứu mấy ra ngoài, e rằng sẽ xảy ra chuyện đó. Quân trưởng Thái đang liên lạc người quen. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mạnh đi cứu người. Để Khương sư phụ họ tới Quảng Châu, chúng ta phải hành động ngay. Tôi cũng không biết tại sao Lý Kình Thiên đột nhiên rời đi chỗ khác. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt. Chúng ta sẽ nhân lúc hắn di chuyển Chung Thương Hải rồi ra tay. Ừ, chú ý này được đó. Hồng Thái, cậu quay về dò la tình báo tiếp, nhớ giữ liên lạc. Khoảng thời gian này Hội Lam Đao điều tra Hội Viên, hành động của tôi cũng nằm dưới sự giám sát của họ. Nên lần này tôi quay trở về e rằng không thể ra ngoài dễ dàng. Khi có tình báo, tôi sẽ nghĩ cách báo với anh. À, được. Vậy tôi đi ha. À. Là tôi đây, Lập Trung. Thanh Dân, mau vào đi, mau. Nè, có người mới tới chỗ của cậu à? À, nội gián của chúng ta ở Hội Lam Đao vừa tới đây. Thanh Dân, tôi nói nghe một tin vui. Dung Thương Hải, Dung Lão Gia vẫn chưa chết. Ông ấy ở đâu? Ở tỉnh Thủy Đường. Tỉnh Thủy Đường? Ừ. Vậy chúng ta phải mau chóng đi cứu ông ấy. Phải, Lý Kình Thiên định giờ đi chỗ khác. Đây là cơ hội tốt của chúng ta. Phải. Khuya như vậy rồi, cậu đi đâu? Nói thật đi. Trang chủ, ngài dặn tôi đi tìm vị trí mới, nên tôi ra ngoài đi coi nhà. Bây giờ đã tìm được vị trí mới rồi. Coi nhà nửa đêm sao? Hồng Thái à, muốn nói dối cũng phải tìm lý do khác chứ. Tôi thật sự đi coi nhà mà, tôi đâu có nói dối. Ngài xem, đây là khế ước tôi lấy từ chỗ của chủ nhà. Nếu ngài không tin lời của tôi, có thể cho người đi điều tra coi lời của tôi nói có đúng hay không. Coi nhà, tại sao phải đi vào nửa đêm? Gần đây trong hội điều tra hành tung của từng người rất sát sao. Lỡ như công công hỏi tới, cậu giải thích thế nào cũng không được đâu. Tôi cũng thấy rất lo lắng vì chuyện lần trước ngài bị Lý công công la, nên tôi mới đi xem nhà vào nửa đêm, muốn nhanh chóng làm cho xong việc. Hồng Thái, cậu nhớ kỹ, tôi nói lại một lần nữa, sau này nửa đêm đừng có ra ngoài. Dạ. Bẩm trang chủ. Có chuyện gì? Lý công công có việc gấp, triệu tập tất cả mọi người tập hợp ở sảnh trước ngay. Tôi biết rồi. Thank you.
Khuya hôm nay có một phản đồ lén lút ra ngoài báo tin. Lý Kình Thiên ta xưa nay hận nhất chính là súc sinh ăn cháo đá bát. Nếu như hôm nay ta không bắt được người này thì tất cả mọi người ở đây không ai được sống sót. An Đức, tất cả hội viên đều do chính tay ngươi quản lý. Tối hôm nay người nào đã ra ngoài mau nói đi. Hồi bẩm công công, theo nô tài được biết không có ai ra ngoài. Khốn kiếp, vậy thì là ai? Ai đi báo tin cho Diêu Lập Trung? Tối nay ngươi phải điều tra rõ cho ta thật ra là có ai đi ra ngoài hay không. Nếu như ngươi còn dám nói dối thì đừng có trách ta vô tình đó. Công công, Nô tài không có nói dối. Mở cửa. Bộ điếc rồi hả? Đứng đó làm gì? Trách à? Bộ chết rồi hay sao? Công công, nô tài có mắt như mù, không biết ngài ở đây. Lâm Nhược Phi, ngươi bị sao vậy? Sao khuya vậy mới về đây? Từ chỗ nào về đây hả? Hồi bẩm công công, chúng tôi tới Phật Sơn bắt Dung Khoan và Dung Dung, nhưng Lâm tổng quản rất muốn lập công, cứ đòi một mình đi tới đó bắt người. Không ngờ rơi vào cái bẫy của bọn họ, làm đôi mắt bị thương. Cũng may nô tài ra tay kịp thời, nếu không Lâm tổng quản e rằng đã mất mạng từ lâu rồi. Các ngươi hãy nghe cho rõ, sau này nếu ai còn làm hỏng chuyện mà ta dặn dò thì hắn chính là một tấm gương. Nếu như ai có gan làm phản đồ thì ta sẽ khiến hắn đầu rơi xuống đất, tru di cửu tộc. Nô tài nguyện chết tận trung với công công. Nô tài nguyện chết tận trung với công công. Nô tài nguyện chết tận trung với công công. Cha, đây chắc là nhà trọ Hàng Tường mà Dư tiên sinh nói đó. Đi, chúng ta vào trong coi sao. Ừ. Tới ngay. Lập Trung. Khương sư phụ, mọi người tới rồi. Tốt quá, tôi có tin vui muốn nói với mọi người. À, được. Nào, vào trong đi. Cái gì? Cha tôi vẫn còn sống. Ừ. Vậy chúng ta mau tới Hội Lâm Đao, cứu cha tôi ra ngoài đi. Dung Khoan, Khoan hãy kích động đã. Chúng ta đều sốt ruột, nhưng chúng ta phải lập kế hoạch tỉ mỉ mới hành động được. Vừa đối phó Lý Kình Thiên, vừa đề phòng tổn thương tới Dung lão gia. Ừ. Nên chúng ta phải nghĩ ra một cách vẹn toàn. À Khoan, không được lỗ mãn. Tốt nhất chúng ta đợi lúc Hội Lâm Đao dời đi, khiến hắn trở tài không kịp. À Khoan, càng vào những lúc khẩn cấp càng phải bình tĩnh hơn. Anh ngồi xuống đây nghe Dư tiên sinh nói đi. Anh sợ là họ sẽ ra tay tàn độc với cha thôi. Cậu yên tâm đi, Lý Kình Thiên một ngày không lấy được bản đồ, Dung lão gia sẽ an toàn thôi. Hơn nữa có Hồng Thái đi làm nội gián, chúng ta sẽ có cơ hội thắng. Hồng Thái làm sao giúp đây? Hồng Thái phụ trách chọn vị trí mới cho Hội Lâm Đao. Trong lúc bọn họ di dời Dung lão gia, chúng ta mai phục ở ngay con đường mà họ phải đi qua. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ, đợi Hồng Thái nói chúng ta biết thời gian di dời cụ thể, chúng ta sẽ hành động. Tỉnh Thủy Đường,
Trang chủ, còn thấy chóng mặt không? Tôi cảm thấy toàn thân không khỏe. Nhớ năm xưa, tôi theo Lý Công Công xông ra Tử Cấm Thành, tôi bảo vệ ngài, không biết bản thân chảy bao nhiêu máu. Nhưng mà bây giờ, hôm qua nhìn thấy tình cảnh của Cừu Đại Hổ, trong lòng tôi xem ra tôi thật sự già rồi. Trang chủ à, không phải ngày già mà là mệt rồi. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sức khỏe sẽ ổn lại thôi. Không, không nhận già cũng không được. Giờ bản thân tôi còn không giúp được, sao giúp người khác chứ? Cậu cũng thấy tối qua ánh mắt mà Lý Công Công nhìn thấy tràn đầy sát khí. Tôi nhận ra được, rõ ràng là đang nghi ngờ tôi. Cừu Đại Hổ theo ngài ấy cũng nhiều năm. Trong lòng ngài ấy không hề quan tâm tới chúng ta. Hồng Thái, không cần biết cậu chọn con đường nào, cậu phải biết tình nghĩa bao năm nay tôi dành cho cậu. Còn nữa, chuyện gì cũng phải cẩn thận. Lần này cậu thoát được, nếu như có lần sau thì tôi sẽ không giúp được cậu nữa. Hả? Trang chủ, cậu quay về đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Tôi đây với ngài một chút nữa. Thanh Vân à, Diêu Lập Trung rốt cuộc họ có kế hoạch gì vậy? Nói ta nghe thử xem. Dạ, tham gia hành động lần này có Diêu Lập Trung, Khương Thiết Sơn, Dung Khoan, Khương Giang Anh. À phải rồi, còn có một người hầu tên là Đại Thống. Trong số này khó đối phó nhất chỉ có ba người. Chỉ dựa vào ba người bọn họ thôi mà muốn cướp Dung Thương Hải từ trong tay của ta hay sao? Đúng là nằm mơ mà. Lần này ta sẽ dằn Thiên La Địa Võng, khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn thân. Công công anh minh. Thanh Vân à. Dạ. Ta chỉ thích người làm được việc, chỉ cần có công ta sẽ thưởng mọi thứ cho họ. Nếu muốn phản bội ta, ta nhất định sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Chỉ cần ngươi giúp ta quét sạch trở ngại, tiêu diệt tất cả những người chống đối lại ta, ta sẽ trọng dụng ngươi. Tôi nguyện vì công công làm bất cứ mọi chuyện. Nếu như ta kêu ngươi đích thân giết chết Diêu Lập Trung, lấy đầu của hắn về đây cho ta, ngươi có làm được không? Chỉ cần công công can dặn, chuyện gì tôi cũng làm được hết. Hãy nhìn vào mặt ta, nói lại lần nữa coi. Chỉ cần công công kêu tôi giết Diêu Lập Trung, tôi sẽ đem đầu của hắn về giao cho ngài.
Theo như ta biết, ngươi và Diêu Lập Trung là những người bạn tốt nhất. Hai người biết nhau cũng mười mấy năm rồi. Tình nghĩa mười mấy năm ngươi nói buông bỏ là buông bỏ. Sau này nếu ngươi muốn phản bội ta, chẳng phải cũng rất dễ dàng sao? Nếu sau này tôi có ý phản bội thì Lý Công Công cứ xử lý. Ngươi vẫn luôn nói là trong hội Lam Đao có nội gián, nhưng ta nghi ngờ ngươi chính là nội gián đó. Công Công à, sao ngài lại nói như vậy? Ngươi nghĩ là ngươi và Diêu Lập Trung người ca người múa như vậy, ta không nhận ra sao? Công Công, ngài đã hiểu lầm. Cầm miệng. Bề ngoài ngươi giả bộ quy thuận ta, thực tế thì hai người đang hợp tác, muốn dụ ta vào bẫy. Nhân lúc cứu Dung Thương Hải, tiêu diệt hội Lam Đao, vì vậy ngươi cố tình nói trong hội có nội gián. Cho dù kế hoạch các ngươi không thành công, ta cũng chỉ điều tra tên nội gián đó, tuyệt đối không nghi ngờ tới ngươi nữa. Công Công à, ta nói có đúng không? Đời người giống như một ván bài. Thắng có thể làm người cao quý, đạp người khác. Kẻ thua chỉ có thể bị người khác giẫm đạp. Một khi dân Nam khởi nghĩa, thiên hạ sẽ đại loạn. Vào những lúc này, chỉ khi theo đúng người mới có thể lấy được tất cả những gì mà mình muốn. Đúng vậy, Diêu Lập Trung là bạn tốt mười mấy năm của tôi, nhưng hắn không cho tôi được cái gì cả. Người cho tôi thứ tôi muốn chỉ có ngài. Nếu như ngài không tin thì có thể giết chết tôi ngay. Tôi không hề quán trách. Nhưng Diêu Lập Trung, Dung Thương Hải, họ giống như là những con ruồi phá đám vậy, cản trở phát triển của ngài. Chỉ có tôi mới có thể giúp ngài tiêu diệt họ. Ngài có thể cược một ván, rốt cuộc tôi là nội gián hay là một trợ thủ đắc lực. Anh Văn à, ngươi đừng trách ta. Vào những lúc quan trọng liên quan tới sự sống chết, ta không thể không thử ngươi. Chỉ cần ngươi trung thành với ta, tất cả những gì ngươi muốn ta sẽ cho ngươi hết. Công Công à, thật ra chúng ta có thể lập một kế hoạch dụ tên nội gián xuất hiện. Hả? Dạ. Mọi người hãy nghe đây,
Trước giờ dần sáng nay, ta sẽ đem Dung Thương Hải bí mật di chuyển tới một nơi rất an toàn. Vì để che mắt họ, giấu Dung Thương Hải ở trong quan tài. Tất cả mọi người đóng giả đội ngũ đưa tang xuất phát chung luôn. Lập tức giải tán, nhanh chóng hành động. Dạ. Tỉnh Thủy Đường. Anh Thái, khuya vậy rồi còn ra ngoài sao? Trang chủ đang bị đau đầu, kêu tôi ra ngoài bốc thuốc. Mở cửa ra đi. Chuyện này... Khoan đã. Lâm tổng quản. Hồng Thái, khuya vậy rồi còn bốc thuốc cho trang chủ, có âm mưu gì hả? Lâm tổng quản bị thương ở Phật Sơn, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy tôi bị thương một chút, nhưng tôi không thể quên trách nhiệm của một người tổng quản. Sắp di chuyển Dung Thương Hải rồi, lúc này cậu đi ra ngoài muốn đi báo tin sao? Tôi thật sự đi mua thuốc. Nếu anh không tin lời tôi thì cứ đi cùng với tôi đi. Nếu để bệnh tình của trang chủ trở nặng thì anh không thể gánh được trách nhiệm này đâu. Được, tôi sẽ đi với cậu. Mở cửa. Dạ. Bẩm công công, thuộc hạ đã phái người lục soát mọi ngóc ngách ở tỉnh Thủy Đường. Chỉ có Hồng Thái và Lâm tổng quản đi mất, còn lại đều đủ. Đợi họ về đây rồi bắt lấy họ cho ta. Dạ. Cậu nói bệnh tình của An trang chủ nghiêm trọng, sao còn đi chậm như vậy hả? Khi nào mới tới tiệm thuốc đây? Xuyên qua hẻm phía trước đã tới rồi. Xuyên qua chỗ này là tới.
Chắc là chỗ này. Ở đi. Sau đó chúng ta sẽ... Tử Nghi. Dư tiên sinh. Hồng Thái, mau vô đi. Hồng Thái. Khương sư phụ. Hồng Thái, sao cậu tới giờ này? Cậu nói mấy ngày nữa mới ra tay mà. Tình hình thay đổi. Tối nay Lý Kình Thiên đột nhiên đi gặp một người. Sau đó hắn đã ra lệnh trước khi trời sáng di dời Chung Lão Cha. Tôi cố tình tới báo cho mọi người, nếu muốn cứu Chung Lão Cha phải nhanh chóng ra tay. Cậu có biết mấy người đó là ai không? Tôi chưa điều tra được. Sao Lý Kình Thiên lại muốn dời Chung Lão Cha đi chứ? Tình hình cụ thể như thế nào tôi không biết rõ. Có lẽ là người đó nói với Lý Kình Thiên vị trí của tỉnh Thủy Đường có thể đã bị lộ, cho nên hắn mới nhanh chóng quyết định như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong, tình hình sức khỏe của Chung Lão Cha cũng chưa biết thế nào. Chúng ta không thể bỏ lỡ thời cơ. Xem ra chúng ta đành phải cược một ván rồi. Đúng vậy. Để tới lúc tỉnh Thủy Đường dọn tới một vị trí mới, e rằng sẽ càng bí mật hơn, canh phòng nghiêm ngặt hơn. Nếu như muốn cứu người càng khó khăn hơn nữa. Hồng Thái, theo cậu biết thì có phải Lý Kình Thiên dẫn đầu không? Cái này thì không biết, nhưng tôi biết Lý Kình Thiên ra lệnh giấu Chung Lão Cha trong quan tài để vận chuyển, sau đó kêu thuộc hạ của tỉnh Thủy Đường giả thành đội đi tang để che mắt người. Hắn đúng là đồ gian xảo mà, vậy mà cũng nghĩ ra cách này để giấu mọi người. Vậy đi, nếu đích thân Lý Kình Thiên dẫn đội, chúng ta chỉ cần cướp được Chung Lão Gia thôi, sau đó chúng ta rút lui ngay. Được, tôi sẽ báo với A Khoan và Văn Anh, chúng ta xuất phát ngay. Hồng Thái, cảm ơn cậu đã tới báo tin. Mong mọi người thuận lợi cứu được Chung Lão Gia. Tôi cáo từ trước, nếu để Lý Kình Thiên phát hiện tôi đi mất tiêu thì sẽ gặp rắc rối. Hãy bảo trọng. Đứng yên. Mấy người làm gì vậy? Mà bỏ ra xuống đi. Tôi đi mua thuốc cho trang chủ. Trang chủ đang định thẩm vấn anh đó, không cần uống thuốc nữa đâu. Đây, các người lùi xuống đi. Dạ. Tôi đã nói với cậu nhiều lần nửa đêm không được ra ngoài, sao cậu không chịu nghe lời vậy hả? Trang chủ, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi không muốn gạt ngài. Đúng vậy, là tôi đem tình báo của Hội Lam Đao nói với Lập Trung. Khốn kiếp, tôi vất vả cực khổ đào tạo cậu bao nhiêu năm, cậu làm vậy không thấy hổ thẹn hay sao hả? Dung Lão Gia là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, tôi không thể nhìn hắn chết trong Hội Lam Đao. Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, cậu đang tự tìm lấy cái chết. Lần trước muốn giết Khương Văn Anh, cậu liều mạng đi cứu cô ta, giờ cậu lại liều mạng cứu Dung Thương Hải. Cậu cứu được bao nhiêu người? Bây giờ kể cả mạng của cậu cũng không cứu được nữa.
Đợi công công quay về, mạng của cậu sẽ không giữ được nữa. Tôi đã nói với cậu nhiều lắm rồi. Nô tài chính là nô tài, phải nghe mệnh lệnh của chủ tử. Chủ tử sai rồi, chúng ta cũng phải sai theo. Trang chủ, ngày một lòng trung thành, tới cuối cùng có kết quả gì? Ngày tới kết cục của Cừu Đại Hổ hay không? Trang chủ à, lúc trước tôi cứu Khương Văn Anh, bây giờ tôi cứu Dung Thương Hải. Tôi đã làm như vậy thì đã chuẩn bị sẵn sẽ phải chết rồi. Chỉ là tôi không muốn chết trong tay của Lý Kình Thiên. Nếu thực sự muốn tôi chết, tôi thà chết trong tay của ngài. Cậu, Trang chủ à, cảm ơn công nuôi dưỡng của ngài. Bao nhiêu năm qua, ngài giống như cha ruột của tôi vậy. Công ơn ngài dành cho tôi, kiếp này không thể nào báo đáp. Mong kiếp sau chúng ta được làm cha con thật sự. Tôi sẽ trả ơn ngài. Hồng Thái à, tôi nhẫn tâm giết cậu hay sao? Từ lúc cậu còn nhỏ, tôi nuôi tới lúc khôn lớn. Nếu tôi giết chết cậu, giống như cắt đi một miếng thịt trên người của tôi vậy. Tôi là thái giám, chưa từng nghĩ sẽ có con cháu nối dõi. Từ khi có cậu, chúng ta nương tựa lẫn nhau, ở bên cạnh nhau. Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi có liều mạng mình cũng phải bảo vệ cho cậu. Trang chủ, mau đứng dậy hả? Đứng dậy đi. Sao rồi, có đau hay không? Bây giờ phải nghĩ cách làm sao qua ải của Lý Công Công. Lâm Nhược Phi không phải đi ra ngoài với cậu hay sao? Giờ cậu ta đang ở đâu? Hắn đòi đi theo tôi. Tôi dẫn hắn tới một con hẻm rất tối, đánh vào với hắn. Tôi lỡ tay giết chết hắn rồi. Cái gì? Cậu giết Lâm Nhược Phi rồi à? Lần này cậu được cứu rồi. Trang chủ, tại sao ngài lại nói vậy? Lâm Nhược Phi bị giết, không ai đối chứng. Chúng ta đem tội danh nội gián đổ lên đầu của hắn. Cậu có thể qua được ải này. Nhưng mà Lý Công Công dễ dàng tin tưởng vậy sao? Nếu muốn giá họa thì phải có chứng cứ. Con người Lâm Nhược Phi ham tiền ai cũng biết. Nếu nói hắn tham lam số tiền mà Diêu Lập Trung cho hắn thì mọi người sẽ tin ngay. Cậu chờ chút. Hồng Thái, đem số ngân phiếu này để trong phòng Lâm Nhược Phi,
Như vậy Lý Công Công chắc chắn sẽ tin hắn chính là nội gián. Đây. Trang chủ, chỗ ngân phiếu này là rất nhiều tiền, đủ để ngài sống hết nửa đời sao? Ngài vì tôi. Nếu số tiền nhỏ, Lý Công Công sẽ nghi ngờ. Cậu yên tâm đi, chỉ cần còn sống, tiền sau này có cơ hội kiếm. Đi mau đi hả? Trễ nữa sẽ không kịp đâu. Trang chủ, lần này di dời chung Thương Hải, đích thân Lý Công Công dẫn đội phải không? Dung Thương Hải không có đi, hắn còn đang ở đây. Cái gì? Vậy vậy rốt cuộc là sao chứ? Đây là cái bẫy do Lý Công Công dăng ra. Ngày ấy tung tin để nổi gián truyền tin báo ra ngoài, tới lúc đó đánh úp một lần Khương Thiết Sơn và Diêu Lập Trung. Không được, tôi phải đi báo với họ. Quay lại, cậu không được đi. Nếu cậu đi sẽ gặp mặt Lý Công Công, lần này Dung Khoan không thoát được đâu. Cậu đi không phải chịu chết hay sao? Bất luận cứu được không, tôi cũng phải thử xem. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi thành đồng phạm của Lý Kình Thiên, tôi nhất định phải đi. Hồng Thái, cậu không muốn nhân lúc Công Công đi vắng cứu Dung Thương Hải hay sao? Ngài đồng ý cho tôi cứu Dung Thương Hải sao? Dung Thương Hải không chịu nói ra bí mật của bản đồ kho báu. Hắn ở đây sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Giờ hắn trở thành tâm phúc đại họa của Lý Công Công. Nếu hắn còn sống, chắc chắn Lý Công Công còn trọng dụng tôi. Ở trong hội Lam Đao, không dựa vào tôi thì dựa vào ai? Giờ tôi giúp Dung Thương Hải chính là đang giúp bản thân mình. Cảm ơn trang chủ đã hiểu lý lẽ. Khờ quá, cảm ơn cái gì? Tôi làm như vậy thật ra là vì bản thân mình. Cậu đi làm việc quan trọng đi, nhớ giữ lại mạng sống của cậu để hầu hạ tôi. Hầu hạ tôi tới chết mới coi như trả ơn cho tôi. Dạ. Căng thẳng không? Anh yên tâm đi, có cha em và Dư tiên sinh chắc chắn có thể cứu được cha anh mà. Từ khi mẹ của anh chết thảm, cha anh bị kẻ gian hãm hại. Bây giờ chung gia chỉ còn anh và Chung Chung. Anh nhất định phải gánh vác trách nhiệm một người đàn ông, cứu cha của anh ra ngoài, gây dựng lại danh tiếng của Chung cha. Ừ.
Dung Lê Gia, Dung Lê Gia, ông cố gắng lên, tôi cứu ông ra ngoài nha. Tôi đỡ cho. Vậy giờ anh yeah.
Người đâu? Bắt hắn về cho ta. Dạ. Cha. Cha. Cha cố lên. Cha không sao chứ? Thiếu gia. Dạ, đại thúc, con đi tìm đại phu đi. Cha. Cha. Cha không sao chứ? Đại thúc, mau tìm đại phu đi. Cha có sao không? Cha. Đi mau. Đi liền. Cha. Cha. Nhật phụ. Cha. Nhật phụ. Người không sao chứ? Cha không sao. À Khoan à, lần này không cứu được cha cậu, thật sự tôi rất có lỗi. Nhật phụ, Nhật phụ đừng nói vậy mà. Cha, cha đừng nói gì nữa, đợi cha khỏe rồi mới nói. Đúng vậy. Là phu nhân, cha của tôi nhờ bà chăm sóc giùm. Bà cầm lấy tiền đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông ấy. Chỉ là nhìn tình hình này, hình như đang bệnh nặng lắm, không có chuyện gì chứ? Lát nữa tôi mời đại phu tới, bà chăm sóc theo ý của tôi là được rồi. Được rồi, được rồi. Diêu Lập Trung, ta biết ngươi rất thông minh, ngươi nói thật với ta đi, là ai đã báo tin cho ngươi biết quân trưởng họ Thái đó đang trốn ở chỗ nào? Nếu ngươi không nói ra sự thật, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Kình Thiên, ông đừng có uống công nữa. Tôi sẽ không nói gì hết. Được. Đợi ngươi nhìn thấy bộ dạng của Dung Thương Hải thì ngươi sẽ hối hận khi nói ra những lời này. Nó sớm quá. Ngươi đừng có cứng đầu như vậy. Công công, có chuyện này nô tài tôi gan bẩm báo với ngài. Có gì thì nói đi. Lâm Nhược Phi đã cứu Dung Thương Hải đi rồi. Cái gì? Ngươi giải hắn vào nhà giam cho ta. Dạ. Đây. Ngươi hãy đem đầu đuôi câu chuyện nói cho ta nghe đi. Tối hôm qua tôi kêu Hồng Thái ra ngoài mua thuốc. Gần đây bệnh của tôi tái phát. Khi Hồng Thái về đây đã bị người bắt lấy. Tôi biết ngay nó xảy ra chuyện. Trong lúc tôi đang thẩm vấn Hồng Thái, Lâm Nhược Phi lén lút trốn về đây cứu Dung Thương Hải đi. Lúc tôi tới nhà giam mới phát hiện thuộc hạ bị hắn đánh ngất xỉu hết. Tôi lập tức phái người đuổi theo. Lâm Nhược Phi và Diêu Lập Trung thông đồng với nhau, vậy không hợp lý, nó không ai tin đâu. Từ lý lẽ luận đúng là khó tin. Nhưng tới giờ hắn còn chưa quay về, chắc là hắn đã đi gặp bọn Dung Khoan rồi đó. Tôi phái người tới phòng của hắn điều tra xem coi có chuyện gì đáng nghi hay không. An Đức à, bây giờ ta mới cảm nhận được, trong lúc an nguy mới biết lòng người. Ngươi theo ta mấy chục năm, ngươi thật sự rất trung thành. Cho dù mọi người đều phản bội ta thì ngươi vẫn luôn trung thành với ta. Sau này tất cả mọi chuyện của hội Lam Đao nhờ vào ngươi giúp ta hết đó. Công công, dù nô tài thịt nát xương tan cũng phải hoàn thành đại nghiệp quang phục của ngài.
Lần này tuy để Dung Thương Hải chạy thoát, nhưng chúng ta lại bắt được Diêu Lập Trung, coi như lật ngược thế cờ. Bây giờ Khương Thiết Sơn đang bị thương nặng, không thể làm được gì. Dung Thương Hải lại bị giày vò, còn nửa cái mạng thôi. Dung Khoan tuy võ công có tiến bộ đôi chút, nhưng chỉ là một tên võ phu không có gì đáng ngại. Chỉ cần Diêu Lập Trung ở trong tay chúng ta, bọn họ sẽ không có cách liên hệ với quân trưởng họ Thái đối phó với ta. Nói tóm lại, lần này ta nắm chắc phần thắng rồi. Công công Hồng Phúc Tề Thiên, ai muốn chống đối với công công đúng là có mắt như mù, không biết tự lượng sức mình. Khởi bẩm công công, tìm được số ngân phiếu này ở trong phòng của Lâm Dược Phi, mời ngài xem qua. Nhiều tiền như vậy mà không lấy đi, đúng là không thể hiểu được mà. Công công à, số tiền này không lấy đi có lẽ là vì tình thế cấp bách, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là tiền còn dư lại, tiền đem đi còn nhiều hơn nữa kìa. Dung Thương Hải là nhà giàu ở Phật Sơn, Dung Khoan muốn mua chuộc Lâm Nhược Phi cứu cha của hắn, vấn đề tiền bạc hắn sẽ không tiết kiệm đâu. Người nói cũng có lý. Bỏ đi, về chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Sau này sẽ do ngươi tạm quản lý. Số tiền này dù gì cũng là tang vật của Lâm Nhược Phi, ngươi cầm lấy đi, coi như ta ban thưởng cho ngươi. Phải nhớ cho kỹ, đừng làm cho ta thất vọng đó. Đa tạ công công ban thưởng hậu hĩnh, nô tài nhất định cúc cung tận tụy. Văn Anh, tình hình nhà phụ sao rồi? Vẫn như vậy. A Khoan, bây giờ chúng ta phải làm sao? Anh còn chưa nghĩ ra cách gì hết. Không cần phải lo, trước đây chúng ta trải qua bao nhiêu kiếp nạn cũng chịu đựng tới hết mà, sẽ có cách thôi em à. Nhưng giờ da của em cần một thời gian để điều trị vết thương. Diêu tiên sinh đang ở trong tay Lý Kình Thiên, chúng ta phải mau chóng đi cứu anh ấy. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Dạ nghe, chỉ cần hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có gì là không làm được hết. Dung Thương Hải bị cậu giấu tới chỗ nào rồi? An toàn không? Rất an toàn, chỉ là bị thương hơi nặng, cần thời gian để nghỉ ngơi thôi. Khương Thí Sơn và Dung Thương Hải như cá sắp chết, họ không thể nào đấu lại với Lý Công Công. Diêu Lập Trung bị bắt, quân trưởng Thái không liên hệ được, không tìm được địa chỉ hội Lam Đao. Xem ra thiên hạ vẫn thuộc về Lý Công Công. Cũng may lần trước tôi nghĩ ra được cách trộm lông tráo phụng, mới khiến cậu thoát được kiếp nạn. Cậu hãy ngoan ngoãn đi theo tôi, không được gây ra chuyện gì nữa. Cảm ơn trang chủ cứu tôi, nhưng có nhiều chuyện chưa tới cuối cùng.
không ai biết được kết quả thực sự. Cậu đừng có nói nhảm nữa. Bây giờ chỉ còn lại Dung Khoan và Khương Văn Anh. Họ cũng sắp gặp đại họa rồi. Ai muốn lật đổ Lý Công Công? Để coi làm được không. Trang chủ, ý của ngài là sao chứ? Việc cỏ không tận gốc, gió xuân thổi mọc lên. Lý Công Công hiểu rõ đạo lý này nhất. Kết cục của Dung Khoan và Khương Văn Anh nghĩ là sẽ biết ngay thôi. Lý Công Công, sao biết được tung tích của họ chứ? Giờ tôi cũng không sợ nói cho cậu biết. Cậu tưởng là chỉ cậu làm mật thám cho Diêu Lập Trung mà. Nhưng bên cạnh Diêu Lập Trung cũng có nội gián đó. Cậu đoán xem là ai? Chính là Kỷ Thanh Vân, bạn thân của hắn. Người này là một người nhẫn tâm, rất giỏi che giấu. Kể cả Diêu Lập Trung cũng bị mất bẫy. Tối qua cách mà Lý Công Công trốn trong quan tài phục kích chính là hắn đưa ra chủ ý. Nếu Lý Công Công trọng dụng hắn, tình cảnh của tôi càng thê thảm hơn. Hồng Thái, cậu có nghe tôi nói gì không? Tôi nghe quá nhập tâm rồi. Thật không ngờ tên Kỷ Thanh Chân lại quá bị ổi. Cậu đừng có nghĩ cách ra ngoài báo tin nữa. Nếu để Lý Công Công phát hiện ra, thần tiên cũng không cứu được cậu đâu. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ không làm chuyện gì ngốc nữa. Cậu biết là tốt, làm việc nên làm đi, đừng có suy nghĩ lung tung. Lần trước Dung Khoan và Khương Văn Anh nên chết rồi, cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Sau này cậu đừng lo chuyện báo đồng nữa.